Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Những ngày qua, thông tin và hình ảnh về đám cưới của cặp đôi ngoài 70 ở Nghệ An đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Nhân vật chính của đám cưới này là ông Nguyễn Ngọc Linh, 75 tuổi, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, cùng vợ là bà Phan Thị Lan, 70 tuổi, Ngày 25 tháng 2, vợ chồng ông Linh tổ chức đám cưới vàng kỷ niệm 50 năm ngày cưới, gây xôn xao dư luận, hình ảnh đám cưới của cặp đôi U80 được chia sẻ khắp mạng xã hội, nhiều người gửi lời chúc phúc và ngưỡng mộ trước tình yêu của ông bà. Vợ chồng ông Linh không tham gia mạng xã hội, thông qua con cháu ông bà biết chuyện mình đang nổi rần rần trên mạng. Để chuẩn bị cho đám cưới vàng, vợ chồng ông Linh cùng nhau đặt may lễ phục, bà Lan chọn áo dài xanh còn ông Linh mặc vest chỉnh tề. Ông Linh tự lên kế hoạch bỏ tiền tổ chức tiệc cưới, con cháu chỉ giúp đỡ hỗ trợ một số công việc nhỏ. Do con cháu, họ hàng và bạn bè hàng xóm tổng cộng hơn 300 người, nên ông Linh làm 30 mâm cổ, ông không đặt món của nhà hàng mà dùng cây nhà lá vườn để đại khách. Ông Linh cho biết, chúng tôi dân quê, có gì đại đó. Tôi bảo con cháu làm thịt một con bê sữa 35kg, một con lợn rừng hơn 5kg, 40 con gà, Tất cả đều được đem nướng trên than hồng rồi trải ra mâm đã lót lá chuối. Chúng tôi bày thêm vài chén nước chấm ở mỗi bàn. Thế là cổ bàn cũng tươm tất bà con dự tiệc ăn uống vui vẻ. Ông Linh chỉ bỏ ra khoảng 40 triệu đồng đã có được lễ kỷ niệm 50 năm ngày cưới rình rang. Không chỉ vậy, ông còn thiết đãi con cháu họ hàng xóm làng, bữa ăn miễn phí. Ông bà nhất định không nhận phong bì. Ông Linh cho rằng khoảng 90% khách mời là con cháu, họ hàng thì lấy tiền làm gì. Mình đãi tiệc cưới để chung vui, đâu phải kiếm tiền. Đặc biệt đám cưới vàng của vợ chồng ông Linh được tổ chức đầy đủ nghi lễ. Trước cưới một ngày ông Linh chở bà Lan về nhà ngoại, hôm sau ông cùng con cháu họ hàng đi trên 25 chiếc ô tô đến rước dâu. Bà Lan bẽn lẽn nắm tay chồng bước lên xe hoa, người mẹ 90 tuổi của bà Lan một lần nữa chúc phúc cho con gái tuổi 70. Đoàn xe rước dâu rời nhà gái về đến hôn trường, ông Linh dắt tay vợ lên sân khấu trong tiếng hò reo. Pháo giấy rợp trời, họ cùng trao nhẫn, các bánh kem rót rượu như một đám cưới thật sự. Được biết ông bà quyết tâm làm đám cưới vàng để bù đắp những năm tháng thiếu thốn, ông Linh bày tỏ sự bất ngờ xen lẫn vui thích, ý tưởng tổ chức đám cưới vàng được ông Linh ấp ủ từ 6 tháng trước. Ông chia sẻ mong muốn này với vợ và nhận được sự nhất trí cao. Ngày xưa gia đình tôi từ nơi khác đến nghĩa đàn khai hoang, vợ tôi cũng theo bố mẹ đến đây lập nghiệp. Chúng tôi biết nhau và nảy sinh tình cảm. Đến năm 1974, khi khất xong nhà tạm, chúng tôi tổ chức đám cưới trong điều kiện thiếu thốn đủ thứ. Lễ cưới diễn ra vào ngày 16 tháng 1 năm 1974 âm lịch, trước sự chứng kiến của người thân và dân làng. Hôm đó chúng tôi không có lễ phục để mặt, sân khấu và phong màn dựng tạm bằng vách vơi lúa, rồi dùng chăn màn quay lại. Tiệc cưới đãi bà con bằng cơm đồn sắn không có tiếng nhạc sập sinh, dù vậy mọi người rất đoàn kết, vui vẻ chúc phúc cho vợ chồng tôi, ông Linh kể. Ngày 16 tháng 1 năm 2024, âm lịch, tức ngày 25 tháng 2 năm 2024, dương lịch là tròn 50 năm ngày cưới của vợ chồng ông Linh. Hiện tại, kinh tế gia đình ông Linh đã ổn định, 8 người con yên bề gia thất. Trước đám cưới vàng, ông Linh đã đặt sẵn khách sạn cùng vợ hưởng tuần trăng mật ở cửa lò, gian khổ đã qua, con cái trưởng thành đây là lúc ông bà tận hưởng tuổi già hạnh phúc